đây nè. Có gì xem chưa? Câu này là mình hỏi mà. Anh cũng hỏi. Thật ra thì khi mà ở chung một nhà với nhau á, thì tất nhiên là hai con người riêng biệt mà sẽ có những cái điểm khác nhau trong cái cách suy nghĩ và lối sống. Nhưng mà đối với bản thân Vân á, thì Vân cảm thấy là rất là may mắn khi mà anh Nhật, em với anh Nhật đúng không? Mình đã xin hôn là... Ừ, kiểu như anh hai người hỏi nhau. Reality show. Reality show cho là không hình được phép gì. Vâng, với anh hả? Nãy em nói mà còn hốt ý là sao không chứ? Thì đó là... Thật ra thì... đã gọi là cuộc sống hôn nhân mà chắc chắn là nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái điểm khác biệt, tại vì hai người là hai cá thể riêng biệt và sống cùng với nhau. Nhưng mà một điều mà Vân cảm thấy rất là may mắn khi mà anh Nhật và Vân đều là hai người rất là cầu thị và luôn luôn vì cái mục đích chung hơn là những cái lợi ích cá nhân hay là những cái sở thích cá nhân của mình, mà cái điều quan trọng nhất đó chính là nuôi dưỡng Nhật Tôn thật là tốt và xây dựng một cái gia đình thật tốt. Nếu mình nói có điều gì mà chưa có kiểu giống như khó chịu ở đối phương thì chắc có lẽ là anh Nhật là một người rất là kỹ tính, và đôi lúc là cái sự kỹ tính đó nó gặp cái sự hơi nghệ sĩ quá của mình á thì nó hơi chan chát nhau một xíu. Và nhiều lúc là mình bị nhắc nhở nhiều quá thì mình cũng cảm thấy hơi khó chịu, là tại vì mình bị nhắc nhở quá nhiều mà có đôi lúc là cái mọi người biết là phụ nữ khi mà vừa mới sinh con xong rồi Vân cũng phải làm rất là nhiều những công việc khác nhau thì đôi lúc là mình cũng sẽ bị stress, mình cũng bị giống như là mình biết là mình phải làm cái điều đó đi chẳng hạn, hay là mình phải uống thuốc đúng giờ chẳng hạn, nhưng mà tại vì mình mệt quá cái xong rồi mình quên mình không uống thì anh Nhật sẽ nhắc, xong rồi anh nhắc thì lúc đó càng nhắc nhiều lần quá thì mình sẽ bị cấu. Thì đến thời điểm hiện tại là mình cũng đã tập làm quen với điều đó rồi, nhưng mà đôi lúc thì mình cũng chỉ ước là kiểu anh Nhật kiểu tạm quên một chút xíu, tạm quên kiểu giống như nhắc một lần thôi là mình sẽ nhớ chứ không cần nhắc nhiều lần như vậy, là kiểu giống như là tâm lý của mình nó chưa có gọi là hoàn toàn giống như mình lúc trước khi sinh con ấy, cho nên là đôi lúc thì mình cũng hơi bị cấu. Đó, vậy đó. Chưa tin được. Thôi, cảm xúc làm sao lấy lại được. Chắc có lẽ mà kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trong ngày sinh đó chính là lúc mà con sinh ra đời. Thì lúc đó là mình đang rất là đau và vừa mới hết đau khi mà được tiêm cái mũi chống đau. Thì em cảm thấy rất là may mắn khi mà có ba Nhật ở bên cạnh nắm tay, và cái cảm giác mà mình đang rất là kìm nén, mình đang rất là đau, rồi tự nhiên con chào đời, là cảm giác nó vừa yên tâm, nó vừa nhẹ nhõm, và nghe cái tiếng khóc của con xong rồi quay sang và thấy chồng mình mắt cũng rưng rưng nước mắt. Thì chắc phải là trải qua cái cảm giác đó thì các bà mẹ mới hiểu được, nhưng mà nó kỳ diệu và nó là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Và lúc đó thì mình mới cảm thấy là mình trưởng thành thật sự. Tất cả những cái phù phiếm hay là những cái vị trí hay những cái xa hoa trước đó nó không còn quan trọng nữa. Mà cái điều quan trọng nhất đó chính là con của mình. Và mỗi ngày con của mình được
con của mình lớn lên, xong rồi tăng trưởng đúng ký, cao đúng chiều cao, lúc nào cũng vui vẻ. Thì đó là những cái điều mà quý giá nhất đối với một người phụ nữ và đối với một người có gia đình. Ở đây là mình quay clip reactions, nhưng mà nó sẽ hơi khác với các bạn hay react ở trên YouTube, khác với các bạn streamer. Bởi vì đây giống như là hai ông bà cụ cùng xem phim tư liệu. Hay quá, hay lắm. Thật ra cũng khó để nói được là ai chiều con hơn đến thời điểm hiện tại. Tại vì mỗi người sẽ chiều con một kiểu nha. Anh thì anh sẽ chiều tôn kiểu là chăm sóc, có nghĩa là ăn uống ngủ nghỉ là ba Nhật rất là nắm được lịch trình, và tối là ba Nhật là người cho con tí hết. Ba Nhật là Superman luôn, tối nào cũng thức để mà cho con bú, tại vì mình bị xấu ngủ, mình đã ngủ rồi mình không biết gì hết, cho nên là ba Nhật là phải giúp đỡ trong cái việc là để cho mình được ngủ yên giấc. Còn Vân thì sẽ chiều con theo kiểu là mình rất là thích mua đồ cho con nè, những cái gì mà tốt nhất như là những cái lớp học hay là những cái dịch vụ tốt nhất là mình đã đều dành cho con của mình. Nhưng mà nói chung là hai vợ chồng đều thuộc loại là rất là chiều con đó, cho nên là đang không biết là sau này em bé mà lớn hơn xíu nữa thì chắc là phải có một người khó tính hơn và một người là chiều con hơn. Còn giờ chắc hai vợ chồng đều là con đầu tiên cho nên là đều xung phong nhau để mà được chiều con. Chắc có lẽ là thay đổi rất là nhiều về tư duy. Trong cái cách suy nghĩ và trong cách hành động. Trước đây á, thì Vân là một người khá là tùy hứng, và mọi việc mình làm nó thường theo cảm xúc của mình. Nếu mình thích thì mình sẽ làm, nếu mình không thích thì mình sẽ không làm. Đặc biệt là những cái quyết định trong cuộc sống, trong sự nghiệp chẳng hạn, thì mình cũng hay kệ cứ chơi đi, không có gì để mất hết, mình cứ làm tới thôi. Nhưng mà từ khi có gia đình rồi bắt đầu có Nhật Tôn thì muốn làm một cái điều gì đó hay là định quyết định làm một điều gì đó, mình sẽ phải nghĩ đi nghĩ lại rất là nhiều. Vì một người mà có gia đình rồi thì cái điều quan trọng nhất nó là sự an toàn và sự ổn định. Nó không phải dành cho chính bản thân mình mà dành cho con của mình, vì mình muốn con mình sẽ được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt nhất và an toàn nhất, ổn định nhất, hạnh phúc nhất. Thì Vân lựa chọn và thay đổi trong cái tư duy của mình. Mình vì con nhiều hơn, mình vì những người xung quanh nhiều hơn, có trách nhiệm hơn. Và nói chung là những cái điều đó nó xứng đáng khi mà mình được làm mẹ của hết tôi. Đây là của ông, của bà. Tiếp tục xem phim tư liệu và tương tác. Tương tác với khán giả. Ok. Sao thế? Cái điều đầu tiên là khi mà đã về chung nhà rồi thì ít nhất là về mặt tâm lý và tư tưởng thì mình cũng phải xác định là mỗi người sẽ có những cái điểm khác nhau.
và những cái điểm khác này không hẳn là những cái điểm trừ, mà nó chẳng qua là do môi trường này, do cá tính này, thậm chí là do sinh lý nó tạo ra những cái sự khác biệt đó. Cho nên khi mà đã về cùng một nhà thì tâm lý đầu tiên là mình sẽ sẵn sàng đón nhận những cái sự khác biệt, đặc biệt hơn là khi mà có em bé thì mỗi lần mà gặp phải những cái điều gì mà anh cảm thấy là nó chưa được hài lòng lắm hoặc là chưa theo ý muốn cá nhân của anh thì anh cứ suy nghĩ đến mẹ tôi, làm sao mà mình tạo ra một cái môi trường sống tốt nhất cho bé Tôn, cũng như là làm sao mà mình biết kiên nhẫn hơn, mình quan tâm hơn và tìm những cách mà giải quyết những cái điểm khác nhau đó. Còn về cái điểm mà đến lúc này anh vẫn chưa thể nào mà chấp nhận được thì anh nghĩ là một năm sống chung, đúng không, nó cũng không phải là một cái thời gian quá dài để mà mình khẳng định được cái điều gì đó là cái điều mà mình chưa chấp nhận được. Mà anh sẽ nói đó là mình vẫn còn tiếp tục cố gắng để mà dung hòa, để mà làm sao đó có thể gọi là đón nhận được cái sự khác biệt đó đến từ phía mẹ bỉm. Cụ thể cái điểm mà vào lúc này anh vẫn còn đang phải cố gắng đó là cách mà anh muốn mọi thứ ở trong nhà được sắp xếp một cách gọn gàng hơn. Bởi vì anh tin rằng cái việc sắp xếp mọi thứ gọn gàng thì nó sẽ giúp ích cho mình tiết kiệm được thời gian mỗi lần mà mình tìm, cũng như là nó sẽ giúp cho cái môi trường sống của cả hai nó sẽ hòa hợp hơn. Lý do là tại vì khi mà anh sống độc thân thì anh cũng tất nhiên sẽ có những cái lúc anh hay bày đồ của anh lung tung khắp nhà, và khi mà Vân sống độc thân thì Vân cũng sẽ để đồ vào những cái nơi mà Vân cảm thấy là dễ lấy nhất. Và khi mà hai người về sống cùng với nhau, tất nhiên nó sẽ có một cái sự xáo trộn, đúng không? Cái nơi mà anh hay để cái quần chẳng hạn thì nó sẽ là một cái nơi mà Vân hay để túi, ví dụ như vậy. Thì đây là cái điểm mà anh nghĩ là nếu có thêm thời gian thì chắc chắn là mình sẽ sort out được cái cách làm sao mà sắp xếp đồ vật trong gia đình được gọn gàng nhất. Và cái điểm đó nó sẽ giúp ích cho cuộc sống của cả hai. Đối với anh thì Vân là hình ảnh của một người mẹ rất là tuyệt vời, sẵn sàng hy sinh mọi thứ về con, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con. Lúc nào đi ra ngoài đường cũng suy nghĩ đến mẹ Tôn. Khi mà nhìn thấy một cái bộ đồ em bé rất là dễ thương thì chắc chắn sẽ phải xà vào để mà xem là tôi có mặc được cái bộ này hay không, hay đến khi nào tôi mặc được bộ này, hay là khi mà đi chơi bên ngoài gặp những cái khu vui chơi dành cho con nít hay những cái quán cà phê đẹp thì lúc nào cũng mong là tôi mau lớn để được cùng đi với ba mẹ. Thì hay thậm chí là những cái lúc đi làm luôn luôn phải mang theo, nếu điều kiện cho phép thì Vân sẽ luôn luôn cố gắng là quay về nhà để hút sữa cho con, hoặc nếu như mà thời gian không cho phép thì Vân cũng luôn luôn nghĩ đến việc làm sao đảm bảo cái nguồn dinh dưỡng, nguồn sữa dành cho con bằng cách là nhờ anh hoặc là nhờ mẹ Hảo gửi cái máy hút sữa để Vân có thể tranh thủ cái khu vực phòng thay đồ để hút sữa và gửi trở lại cho con, và gửi ngược trở lại để mà so ở trong tủ lạnh. Thì những cái hành vi và những cái cử chỉ suy nghĩ đó khiến cho anh tin 100% Vân là một người luôn luôn suy nghĩ và sẵn sàng hy sinh cho con cái. Lúc mà anh mệt mỏi khi chăm sóc cho con thì có lẽ đó là cái giờ vào buổi đêm, tại vì anh muốn Vân có được cái thời gian nghỉ ngơi, có được một cái giấc ngủ sâu và giấc ngủ đảm bảo nhất. Bởi vì đây vẫn là cái giai đoạn mà cho em bé bú, thì khi mà người mẹ được ngủ, được nghỉ ngơi thì sẽ đảm bảo được cái nguồn sữa dồi dào và chất lượng tốt nhất cho con, cũng như là đảm bảo được cái sức khỏe và cái sự hồi phục nhanh chóng dành cho người mẹ. Thế thì cái thời gian mà anh cảm thấy mệt mỏi nhất luôn là cái thời gian vào buổi tối, khi mà cho bé Tôn ngủ cũng như là xuyên suốt cả buổi tối là phải canh
khiến cho một cái buổi tối mà anh ngủ thì nó cũng sẽ khoảng chỉ 2 tiếng hoặc là 3 tiếng. Từ nó là 3 tiếng là mình sẽ phải thức dậy. Và người lớn thì mình sẽ không thể nào mà mình ngủ ngay lập tức được, mà sẽ phải mất khoảng chừng 15-20 phút sau khi mà dỗ cho em Tôn ngủ thì anh ấy có thể anh ngủ tiếp được. Trong những cái buổi mà trong những cái lúc mà cảm thấy mệt như vậy á, thì cái điều mà Vân khiến cho anh cảm thấy thoải mái nhất cũng như là hài lòng nhất mà quên đi cái nỗi mệt này, mệt gọi là nỗi hay là gọi là sự mệt mỏi và mình quên đi cái sự mệt mỏi này, đó là những lần mà để anh suy nghĩ. Thì nghĩ không ra đâu. Không ra. Chúng ta đi suy nghĩ lại thì anh nghĩ nó cũng rất là đơn giản thôi, nó cũng không có gì gọi là cao siêu cả. Chỉ đơn giản là ngày hôm sau anh thấy tinh thần của Vân sảng khoái, vui vẻ, có đầy đủ sức khỏe chơi đùa cho em bé và giữ được cái nguồn sữa ổn định cho bé, lại cảm thấy rất là vui và hài lòng rồi. Những thói quen mà anh đã thay đổi trong 6 tháng có em bé dùng tôi. Sao đến bữa không? Được 3 công. Chỉ tới 6 công. Sao giờ nó cho hỏi bữa công? Chọn 1 công. Có là em chọn rồi thành công. Sau khi mà có em bé Tôn và thật ra ngay sau khi mà có em bé Tôn thì anh đã thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là thường xuyên ở nhà bởi vì anh không muốn lãng phí cái thời gian, và anh muốn là hàng ngày đều có mặt ở nhà và đều quan sát được cái sự trưởng thành, cái sự lớn lên của em bé và những cái thói quen, những cái biểu hiện khác nhau của em bé. Đó là cái điểm đầu tiên, là anh luôn luôn dành thời gian ở nhà nhiều. Anh không có đi về khuya và anh cũng hạn chế gặp gỡ bạn bè cũng như là các cái đối tác mà quá lâu ở bên ngoài. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn ở gia đình, anh muốn dành nhiều thời gian hơn ở nhà để có thể dành thời gian chơi đùa, chăm sóc và quan sát cái sự trưởng thành của bé Tôn. Đó là cái điểm mà thay đổi rất là lớn. Cái điểm thay đổi thứ hai nữa là trong cái sinh hoạt hàng ngày thì anh luôn luôn đưa bé Tôn lên là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Có nghĩa là tất cả các vật dụng của mình khi mà mình đã mua ở trong nhà rồi thì mình đều phải bố trí lại hoặc là mình mang mình gửi về kho, hoặc là mình phải thay đổi một chút để nó đảm bảo được cái sự an toàn trong không gian khi mà mình ôm bé Tôn đi qua đi lại ở trong nhà. Và khi mà có bất cứ một cái món đồ nào đó mà mình muốn mua thì mình nghĩ ngay là liệu cái món đồ này có nên mua ngay hay không, cái món đồ này nó có ảnh hưởng gì đến cái không gian sinh hoạt của cả gia đình hay nói chính xác hơn là của em bé hay không. Lấy đơn giản là anh là một người rất là thích uống trà và anh hay mua hay nấu, đúng hơn là hay sưu tập cái bình trà bằng từ xa, và khi có bé Tôn thì nó toàn loại không có suy nghĩ thế còn nữa, tại vì anh rất là sợ. Không phải sợ là em bé chơi hay là em bé thì biến này đâu, mà sợ nhất là lỡ những cái đồ này mà nó có làm nó có bị vỡ ra thì nó sẽ rất là sặc, có thể gây tổn hại đến em bé, bởi vì em bé còn rất là nhỏ. Em bé hay đặc biệt là khi em bé được 6 tháng tuổi thì em bé rất là hay có đồ, em bé rất là hay nghịch những cái đồ vật mới, thì đó là những cái điều rất là lớn trong cái cuộc sống của anh. Ok, chúng ta đã xem xong và chúng ta cũng đã react xong. Nãy giờ mình react gì quên mất rồi, nhưng mà tương tác là tương tác. Nói chung là cũng khá hợp nhau. 6 tháng, not too bad. 6 tháng một hành trình không dài nhưng cũng không ngắn và vượt qua rất nhiều thứ để đến được ngày hôm nay. 6 tháng đấy là 6 tháng sau khi em bé ra đời thôi. Thì đúng rồi, trước đó thì chưa có em bé thì đâu có gì mệt mỏi đâu, người ăn chịu em thôi. Em nói gì? Em nói là mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn cái nút subscribe. Nhấn. Ok. Ok.
Bye bye mọi người.